Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube của Mẹ Gấu nhé Như đã hứa thì chủ đề của video này sẽ là cách dặm lén sữa cho bé Tại vì Mẹ Gấu thấy có rất là nhiều mẹ than thở với Mẹ Gấu đó là Bé lười bú quá, bú mẹ được một tí thì lan ra ngủ ngay Làm mọi cách đều không thể nào cho bé bú thêm được Hoặc là nhiều bạn chích ngừa xong rồi về biến bú bình Tức là vẫn bú nhưng mà bú cái lượng nó giảm đi rất là nhiều, làm cho ba mẹ rất là lo lắng. Thì các mẹ hãy coi hết cái video này và làm theo mẹ gấu thì chắc chắn bé sẽ bú thêm được rất là nhiều sữa và tăng cân rất là tốt đấy. Bởi vì khi mà bé đang còn nhỏ chưa có ăn được nhiều á thì sữa đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc tăng cân của bé. Nếu mà bé bú được ít sữa thì không thể nào mà bé lên cân được đặc biệt là đối với bạn nào mà không chịu ăn dặn nữa bú lén ở đây tức nghĩa là mình cho bé bú mà bé không biết à, gọi là bú lén ừ, cái bú này á, là dành cho cả những bé nào đang bú bình lẫn bú mẹ nhé đặc biệt cái này rất phù hợp đối với những mẹ nào mà đang bị bí bách trong cái vấn đề là tăng lượng sữa cho con khi mà mình đang cho con ti mẹ trực tiếp bởi vì là ti mẹ trực tiếp mà muốn tăng lượng sữa cho con rất là khó có nhiều khi con mới mút được vài mút rồi cái buồn ngủ nó há miệng ngủ nó không thèm bú nữa nhiều bạn mê ngủ ý. bú lén này mình cho bé bú khi mà bé mê ngủ tức nghĩa là bé bú mẹ xong rồi vừa rời bú mẹ ra được khoảng 5 phút thôi là mình cho bú lén được ha bé nhà mẹ gấu bú lén rất là nhanh Mila nhà mẹ gấu là vừa rồi đợt mà hai tháng với ba tháng bé uống rota thì sau khi uống rota về thì mila giảm bú hẳn luôn giảm hẳn luôn bú mẹ thì nó không làm cho vú xẹp nữa và mẹ gấu sờ cái bụng thì thấy con chưa có no mà bạn này cái lúc thức thì rất là hên xui lúc vui thì bạn ấy bú bình còn lúc không vui thì bạn ấy bỏ bạn ấy không chịu bú bình cho nên là bắt buộc mẹ gấu phải dặm thêm cho bé vào cái lúc mà bé mê ngủ cái dặm thêm này nó giúp cho cân nặng của mila Cải thiện một cách đáng kể luôn một tuần đầu tiên khi mà mẹ gấu không có dặm thêm sữa cho Mila thì cái cân nặng của Mila bị trứng lại và sau khi mà mẹ gấu dặm thêm cho Mila là cân nặng nó bắt đầu tăng lên dần 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 các bạn thử tính là một lần mẹ gấu dặm cho Mila đợt đấy mẹ gấu dặm là được khoảng 70 80ml một lần dặm ấy bây giờ thì giảm rồi Tại vì bây giờ cái lực bố mẹ nó tăng lên rồi nên mẹ gấu giảm giảm ly bây giờ hiện tại Mila 5 tháng thì mỗi lần giảm chỉ khoảng 50ml thôi à, và một ngày thì mẹ gấu giảm tầm khoảng 4-5 lần thì mình nhân lên ví dụ như là hiện tại bây giờ Mila 5 tháng là một ngày giảm 4 lần và mỗi lần là 50ml thì tổng cộng là một ngày tăng lên được 200ml cho nên là các bạn cứ dặn thêm cho con nhưng mà khởi điểm thì các bạn nên giảm ít thôi Những bạn nào mà mới tập dặn thì mình nên dặn chỉ 20ml sau đó mình tăng dần cái số lượng đi Tại vì có nhiều bạn nó không xác định được cái dạ dày của con đã phun hay chưa Bởi vì dặn nhiều quá ở trong những lần đầu tiên sẽ dễ làm cho bé bị ọc sữa Do cái dạ dày nó chưa kịp thích nghi với cái lượng sữa đấy Cho nên mới đầu thì ít thôi sau đó mình tăng dần dần lên nhé cái tăng thì mẹ gấu đã chia sẻ ở những video trước rồi Giống như cái tăng lượng sữa bình thường của bé thôi Mỗi lần tăng 10ml khoảng 4 ngày các bạn tăng một lần cho mẹ gấu nhé Tăng trên mỗi cử ha à, Bắt đầu dặm là mình dặm lúc mà bé vừa mê ngủ Đừng để con ngủ say hẳn dặn Khi mà con ngủ say con không có ngậm nấm đâu cho nên là cố gắng là dặm lúc mà bé me ngủ thì cái bình mà hiện tại mẹ gấu đang dặm cho Mila là hai bình đó là bình pigeon cổ rộng và bình lancinot hai cái bình này có cái nấm vú y chang nhau nấm y chang nhau nhưng mà nếu các bạn mua thì các bạn nên mua của Pigeon bởi vì là cái chất liệu làm cái bình của Pigeon nó là PPSU thì nó sẽ tốt hơn là cái chất liệu làm bình sữa của thằng Lancinot. Các bạn có thể nhìn thấy đây là Mila nhà mẹ gấu vừa dứt vú mẹ ra xong nè mê ngủ nhưng mà chưa ngủ hoàn toàn đâu nha. Chỉ cần một tiếng động là bạn ấy có thể dậy ngay mình cầm cái bình lên và mình gạt cái môi dưới của bé xuống một tí Gạt nhẹ thôi thì các bạn sẽ thấy là cái lưỡi của bé nó thè ra ít ít như thế này thì mình sẽ đút cái bình vô cách đút thì các bạn sẽ hơi dốc cái bình lên một tí xong đó ấn và gạt trần cái bình vô nhá rồi sau đó các bạn kích bình các bạn cứ lấy ngón tay khó nhẹ, nhẹ 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 vô cái bình khó liên tục là bé sẽ mút đây cũng là cái cách để kích bình cho bé nào thường xuyên bú bình nhưng mà đang bú dở thì lại ngủ quên nhá trong trường hợp bé không thè lưỡi và trừa một lỗ để mình đút cái bình như hồi nãy á Mà bé là ấn lưỡi lên trên như thế này Đây các bạn thấy là bé nhà mẹ gấu hồi nãy mẹ gấu rút cái bình ra thì bạn ấy ấn lưỡi lên như thế này đây Với trường hợp này thì có hai cách Một đó là bạn sẽ lấy cái núm vú gạt qua gạt lại một chút để cho cái lưỡi nó rớt xuống Chờ một tí là lưỡi nó rớt xuống như thế này ha Lưỡi nó rớt xuống rồi thì mình sẽ đẩy bình vô còn nếu bạn lấy cái nấm gạt qua gạt lại mà chờ khoảng 1-2 phút đó, lưỡi nó chưa có rớt xuống Thì mình sẽ dùng cái thìa silicon như thế này mình cậy cái lưỡi của bé xuống Không dùng các thìa khác nha, dùng các thìa khác coi chừng đụng vô lợi của bé là bé đau á Trường hợp tiếp theo mà các bạn có thể dễ dàng gặp trong cái lúc mà mình dặm bú lén cho bé Đó chính là bé cắn lưỡi, tức là lưỡi bé sẽ cắn như thế này đây các bạn thấy là lưỡi của mila cũng đang cắn như thế này ha lúc này mình cũng chả cần phải lấy cái thìa để ấn xuống làm gì cả bạn lấy cái núm vú của bình sữa bạn để lên phía trên của cái lưỡi ấn nhẹ cái lưỡi xuống phía dưới rồi sau đấy mới đẩy cái bình vô khi mà mình làm như vậy á, thì cái lưỡi á, nó bao trọn cái bình và nó tạo một lỗ hỏng ở phía giữa cái núm để cho cái núm nó chảy sữa vô hỏng của bé để bé mút sữa nó chảy đều còn nếu trong trường hợp mà cái lưỡi cái miệng của bé không ngậm được khớp cái núm vú thì bé mút cỡ nào đi chăng nữa thì sữa nó cũng không chảy ra và bé cũng không uống được một giọt sữa nào cả cho nên lưu ý cho mẹ gấu ở chỗ này nhé và để cho con bú lén sữa không có bị sặc thì thỉnh thoảng các bạn sẽ phải nghiêng cái bình sữa ra một tí để cho cái bình sữa nó lấy hơi để sữa nó chảy ra đều đều thì bé sẽ mút được đều sữa chứ không phải là à đang mút được sữa chảy đều, đều 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 xong cái tự dưng sữa nó chạy chậm lại thì làm cho bé phải hút mạnh lên khi mà lực hút mạnh quá sữa nó ra nhiều quá thì dễ làm cho bé bị sặc ngoài cái việc để cho bình sữa nó lấy hơi còn giúp cho bé nhà mình điều chỉnh lại hơi thở khi mà bé điều chỉnh lại hơi thở thì bé sẽ mút được dễ dàng không có bị mất hơi mất sức nó đỡ làm cho bé nhà mình bị sặc hơn ngoài ra khi mà mình bồng cho bé bú lén á, không chỉ những bạn nào mà bồng bú lén đâu mà cả những bạn nào mà bú rồi mê ngủ á các bạn cũng nên bồng theo cái kiểu này tức là mình dốc cái đầu lên đừng có để cái đầu của con nằm ngửa ra như thế này khi mà cái đầu con nằm ngửa ra như thế này á nó dễ làm sặc cho cái mũi của bé nha nâng cái tay của mình lên một tí để cái đầu con nó được dốc chứ không có bị ngửa lên cố gắng cho mẹ gấu là trong cái giai đoạn mà bú lén là chỉ bú trong khoảng 5 tới 10 phút thôi cho nên nhớ kích bình thường xuyên nếu như thấy bé không mút nữa còn nếu thấy bé mút thì không cần phải kích nữa ha để mà mình thuận tiện trong cái việc cho con bú lén thì trước khi mà cho con bú các bạn ngâm trước sữa đi hoặc là pha trước sữa công thức đi cái bú lén này á, ngoài áp dụng cho những bạn mà ti mẹ hay là những bạn nào mà ti bình rồi ngủ quên á, thì nó cũng rất là tốt với những bạn nào mà mẹ muốn giảm thêm sữa công thức cho con mà con không chịu bú sữa công thức bởi vì lúc này ngủ rồi không có phân biệt được cái sữa nào là sữa mẹ và sữa nào là sữa công thức cả mà các bạn nên nhớ là đừng có để khi mà con con tỉnh quá rồi đút nha để con mê mê ngủ con ngủ hơi say say một tí chứ đừng say quá say quá há miệng ra là bé không ngậm nóng vú để mút đâu nha hy vọng là các bạn sẽ thành công trong cái việc là đút lén sữa cho con à, nếu có thắc mắc gì nữa thì các bạn bỏ dưới comment hoặc là chờ các livestream của mẹ gấu mẹ gấu sẽ giải đáp cho các bạn nhé và những bạn nào mà đang lo lắng về cái việc là à, con bú ngủ có hại cho bé hay không á, thì mẹ gấu xin thưa là không có hại đâu có rất là nhiều bạn ngủ mới bú ví dụ như bonnie nhà mẹ gấu hồi xưa á, khi mà nó muốn bú là nó lăn ra nó ngủ nó ngủ xong rồi các mẹ gấu đút bình cho là nó mút một hơi luôn nó mút hết bình luôn khi mà hết bình mẹ gấu vừa dứt cái bình ra là nó mở mắt tỉnh như sáo như trước có chuyện gì xảy ra và chơi bình thường và tới khi mà nó ăn dặm được tầm khoảng 7 tháng á, là nó bỏ nó không có ngủ bú nữa có nhiều bạn thì bỏ trễ hơn tầm một tuổi mới bỏ còn những cái bạn nào mà bú dặm lén như thế này thì rất là bình thường có thể là tới một tuổi các bạn cũng có thể dặm lén vào ban đêm như vậy nếu trong trường hợp ban ngày con bú ít chúc các bé ăn ngoan và tăng cân tốt để ba mẹ không phải lo lắng nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé bye bye